Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp rãnh áp thấp ở tầng thấp, các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh. Sang đến sáng sớm ngày mai, mưa sẽ nhanh chóng lan ra toàn khu vực Bắc Bộ, giúp cho thời tiết tại đây dễ chịu hơn so với thời đoạn trước. Khi tại vùng núi, mức nhiệt chỉ ở trong ngưỡng là 30 đến 33 độ, còn khu vực Trung Du và Đồng Bằng nền nhiệt là từ 35 đến 37 độ. Tại Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong chiều tối nay cũng có mưa rào và dông cục bộ. Tuy nhiên, những cơn mưa này chỉ giúp nền nhiệt giảm nhẹ khi trưa chiều mai, mức nhiệt độ tại đây vẫn là từ 34 đến 38 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên phổ biến ít mưa với nền nhiệt độ cao nhất trong ngưỡng là 32 đến 35 độ. Phần còn lại từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác vào lúc chiều tối nên thời tiết dễ chịu hơn khi nhiệt độ trưa chiều từ 30 đến 33 độ. Ở phía Nam, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên mưa dông sẽ tăng cả về diện và về lượng. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to kèm tố lốc mạnh gây nguy hiểm, người dân cần đề cao cảnh giác. Mưa tăng nên nhiệt độ không quá cao, trưa chiều mai tại Tây Nguyên dao động từ 28 đến 31 độ, còn Nam Bộ nhiệt độ là từ 30 đến 33 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Nam Sơn La, Hòa Bình 34 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ có nơi nắng nóng nhẹ trong ngày mai, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 32 đến 35 độ, phía Nam từ 30 đến 33 độ. Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối mai chuyển nhiều mây, có lúc có mưa dông, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình, khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông, gió nhẹ, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ từ 29 đến 31 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Tin thủy văn, thủy triều thấp, mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều, mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 0,65 đến 0,85 m, thấp hơn báo động 1 từ 2,15 đến 2,35 m. Trên sông đáy tại Ninh Bình ở mức 0,7 đến 0,9 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,6 đến 1,8 m.